làm ăn khó khăn Tết có nên về quê không ạ? Sao lại không về? Bố mẹ các ông Tết nhất có muốn có phải là để các ông đi làm xa xong cầm tiền về đâu? Trời ơi, cái suy nghĩ đấy là sai nhá. Các ông đi học xa, các ông sống ở xa, các ông đi làm xa ấy, bố mẹ thì các ông chỉ có muốn một điều duy nhất thôi, đấy là các ông về lành lặn là được rồi. Có giờ trách các ông là tại sao tháng này con không gửi tiền đâu, tại sao con không có tiền, tại sao con mãi con nghèo thế, tại sao con không vợ con không? Bố mẹ chỉ muốn ông về thôi, đoàn tụ gia đình thế là vui rồi.